V.League 2023-2024 hạ màn, tránh suất play-off hấp dẫn hơn đua vô địch. V.League 2023-2024 chứng kiến cuộc cạnh tranh không thể hấp dẫn hơn đến những giây cuối cùng giữa các đội bóng cuối bảng. V.League 2023-2024 chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho câu lạc bộ Nam Định, ngôi Á quân thuộc về Bình Định và vị trí thứ 3 là Hà Nội FC Club. Ở phía cuối bảng xếp hạng, câu lạc bộ Khánh Hòa xuống hạng. Trong khi đó, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải thi đấu trận play-off với PVF-CAND để tìm ra đội bóng giành quyền dự V.League mùa tới. Tránh suất play-off đến giây cuối cùng. Phải đến khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên thổi còi kết thúc trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa, câu lạc bộ phải đá trận play-off mới được xác định. Và thật bất ngờ, đội bóng ấy chính là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, câu lạc bộ có tiềm lực tài chính và lực lượng tốt nhất trong nhóm cuối bảng. Bất chấp việc sắp đá bán kết cúp quốc gia, Thanh Hóa vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất và thi đấu như thể họ đang cố gắng trụ hạng chứ không phải đội chủ nhà. Và khi phải đụng độ một đối thủ vào sân với tâm thế như vậy, thật khó để Hà Tĩnh có thể làm nên điều gì đó. Nhưng diễn biến của các trận đấu khác mới thực sự khiến 8 phút bù giờ trên sân Hà Tĩnh nhận được sự chú ý của cả V.League. Trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bất ngờ vùng lên và đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng thắng Hải Phòng 2-1 trong những phút cuối. Kết quả ấy khiến đôi chân của các cầu thủ Hà Tĩnh trĩu nặng, họ phải đá play-off dù có quyền tự quyết. Chỉ cần một bàn thắng thôi, Hà Tĩnh sẽ lấy lại tấm vé trụ hạng từ tay Sông Lam Nghệ An. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không làm được. Họ chỉ có thể tự trách mình khi thua Nam Định phút bù giờ vòng 24, bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa với pha lập công của Mạnh Quỳnh ở phút 94 tại vòng 25. Và khi đá hơn người trước Thanh Hóa suốt một hiệp đấu, Hà Tĩnh không thắng được đội bóng xứ Thanh. Cuộc đua vô địch không có bất ngờ. Trước mùa giải, câu lạc bộ Nam Định nổi lên như ứng viên vô địch bởi họ liên tục mua sắm nhiều bản hợp đồng chất lượng và đặc biệt là Rafael Fernandes. Với 31 bàn thắng, tiền đạo người Brazil đóng góp rất lớn vào chức vô địch của đội chủ sân Thiên Trường. Nói không quá rằng anh chiếm hơn một nửa sức mạnh của câu lạc bộ Nam Định. Nhưng cũng không thể bỏ qua yếu tố may mắn song hành với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Trong suốt hành trình lên ngôi vô địch của mình, rất nhiều khoảnh khắc câu lạc bộ Nam Định vượt khó khi trận đấu đang đi về phút cuối cùng. Trên sân Thiên Trường, Văn Vĩ và Rafael ghi bàn trong 7 phút bù giờ giúp Nam Định ngược dòng kinh điển trước câu lạc bộ Hà Nội. Một tuần sau, họ lại giành 3 điểm bằng pha lập công của Tô Văn Vũ ở phút bù giờ thứ 5. Ở giai đoạn lượt về, Nam Định một lần nữa đánh bại Hà Nội theo kịch bản tương tự. Họ có được bàn thắng của Lucas Araju khi đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 5. Hiếm đội bóng nào tại V.League có thể vượt khó liên tục như vậy. Khi mùa giải dần hạ màn, chuỗi trận không như ý khiến câu lạc bộ Nam Định cảm nhận được sức ép từ Hà Nội và Bình Định. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, vẫn là Rafael trực tiếp mang về 4 điểm bằng các bàn thắng muộn. Nam Định nắm quyền tự quyết và chính thức lên ngôi vô địch. Trong mùa giải mà các đội bóng ngán đường như Thanh Hóa, Bình Dương sa sút, Hà Nội Fan Club, đối trọng lớn nhất lại bất ổn ở băng ghế huấn luyện, câu lạc bộ Nam Định một mình về đích và họ chỉ vượt lên chính mình là đã có chiếc cúp danh giá. Bởi vậy, khi không xảy ra biến cố nào quá lớn, câu lạc bộ Nam Định vô địch không bất ngờ và họ cũng xứng đáng với thành tích này.